Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Foxcar, trung tâm mua bán xe ô tô được quay sử dụng, và mình là Ngọc Mai. Thì hôm nay bên Mai lại về kha khá xe nè các anh chị, có Innova nè, có Ford EcoSport nè các anh chị. Hồi nãy thì có thêm chiếc VinFast nữa, nhưng mà vừa về thì đã bán luôn rồi. Đợt này thì xe 7 chỗ về khá là nhiều, có Innova, có Xpander nè, Fortuner thì vừa mới bán rồi. Thì chắc nữa lát nữa Mai sẽ quay hai chiếc Innova này cho các anh chị trước ha. Xong rồi sẽ đi vòng vòng thêm một vài chiếc xe 7 chỗ đang còn tại Foxcar, để cho các anh chị mà đang tìm một chiếc xe 7 chỗ hoặc là có cái kế hoạch sở hữu một chiếc xe 7 chỗ thì có thể liên hệ ngay với Mai để Mai tư vấn cho các anh chị nha. Rồi chắc là mình sẽ đi chi tiết từng xe cho các anh chị luôn. Rồi cảm ơn bạn cameraman. Hôm nay tiền nghỉ, có việc nên là Mai phải tự xử hết các anh chị. Rồi, sẽ hơi khác format bình thường chút xíu nha. Ở đây thì Mai có hai chiếc Innova, một chiếc là đời 2017, một chiếc đời 2014 các anh chị nha. Ở phía bên này, chắc là Mai sẽ đi chiếc đời 2017 trước cho các anh chị ha. Innova đời 2017 phiên bản số sàn các anh chị, xe một chủ sử dụng từ đầu luôn, biển số thành phố cho các anh chị mình ha. Tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nè. Xe thì biển số cũng khá là đẹp, 86 ha. 86 là phát lọc, khá ok. Nước sơn của mình là màu bạc nha. Xe thì có trầy xước nhẹ ở đây nè. Nói chung xe qua sử dụng chuyện trầy xước hay là giảm tuốt thì nó cũng là bình thường các anh chị nha. Xe này thì còn đăng kiểm đường bộ đến tháng 8 năm 2022 các anh chị. Đó, có dán phim cho mình rồi, ốp chén cửa nè, có ốp cái nẹp cái vè che mưa luôn ha. Chắc là Mai sẽ kiểm tra cho các anh chị luôn cái phần keo chỉ ha. Ở đây keo chỉ mình là còn nguyên ha. Đó, kiểm tra cho các anh chị nè, xe còn nguyên keo chỉ luôn ha. Đó, nước sơn thì còn khá là mới, khá là đẹp, khá liền liền lạc ha. Có trang bị sẵn như mình ghế da rồi nè các anh chị. Lát nữa Mai sẽ cho các anh chị xem kỹ hơn phần nội thất ha. Xe bên Mai thì cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu, động cơ hộp số, bao test hãng cho các anh chị mình luôn. Ốc án là còn nguyên nè. Đó, còn nguyên các anh chị nha. Đó, các anh chị mình mà có thầy thợ quen biết gì thì mình cứ qua kiểm tra xe thoải mái ha. Hoặc còn nếu mà không á, mình gia đình kiểu đi mua bình thường mà mình không có quen thầy thợ gì để kiểm tra xe thì mình cứ đưa ra hãng kiểm tra cho chắc ăn nha. Đó, mà rất là khuyến khích các anh chị khi mà mua xe đi ra hãng kiểm tra. Tại vì như vậy thì vừa uy tín cho mình, vừa uy tín cho khách hàng nữa ha. Vừa an tâm cho khách hàng nữa. Xe thì có trang bị cho mình cam lùi rồi nè. Có hai cái cảm biến lùi các anh chị nha. Ở sơn ở cái phần này nó có bị lỗi, bị tróc như thế này nè. Đó, thì Mai sẽ hỗ trợ xử lý lại cho các anh chị luôn ha. Xe vừa về thì mình quay luôn cho các anh chị á. Nên là mình thì vẫn lúc nào cũng vậy, ưu tiên là mình sẽ quay luôn cho các anh chị là cái khi mà xe vừa mới về để các anh chị biết được cái chất xe như thế nào. Đó, bây giờ mình sẽ kiểm tra phần cốp nha các anh chị nha. Đây, cho các anh chị kiểm tra phần ốc cốp nè. Còn nguyên ha, keo chỉ cốp nè, ốc cốp nè các anh chị. Hàng ghế phía sau thì đã được gặp lại rồi, có bọc trần rồi ha. Ghế da nè các anh chị. Cốp thì có trải simili rồi. Cái này cái gối tự đầu. Ở trong này là có cái bộ dụng cụ sửa chữa nè. Bữa nay mà có một cái tay thì thôi, vừa phải quay vừa phải mở cho các anh chị xem nên nó hơi bất tiện, các anh chị thông cảm giúp Mai ha. Không mở được rồi, chắc là nếu mà các anh chị cần thì Mai sẽ gửi hình ảnh cho các anh chị mình xem. Tại vì vừa phải cầm cái qua điện thoại quay á các anh chị, nên là sợ nó không được, hình ảnh nó không có được ok, nó rung nữa, khá là kỳ ha. Đó, cất vô rất là gọn nè. Ở phía dưới này là lớp dự phòng nha các anh chị nha. Đó, lớp dự phòng để dưới này. Thấy có vẻ cũng hơi mòn ha. Cái này thì về các anh chị có thể thay lại, hoặc là Mai sẽ bớt cho các anh chị mình chút lọc, để mình về mình hỗ trợ thêm, mình thay mấy cái đó lại ha. Đó, có ốp luôn cái nắp bình xăng cho các anh chị mình nè. Rồi, chắc cho các anh chị kiểm tra phần vỏ. Đây, vỏ thì còn khá là sâu nè các anh chị. Vỏ khá là sâu ha. Mâm thì mâm đúc hợp kim chơ nhôm. Đát vỏ là tầng thứ 1 2019. Vỏ này thì có thay rồi các anh chị. Đó, hèn chi còn rất là sâu. Nói chung là đời thì 2017 tới giờ đi như là chiếc này mình nhớ không làm là 92.000 km rồi, thì nên thay rồi các anh chị. Nếu mà không thay thì về mình lại tốn chi phí thay thôi. Đó, ghế của mình là ghế da màu cam cam nâu nâu ha, khá là sạch sẽ nè, còn cũng căng bóng. Đó, còn sử dụng ok nè. Sàn thì sàn simili, có táp bi sàn ở phía trên. Trần là trần ni lông rồi các anh chị ha.
đi nhanh luôn phần phía trên này. Những dòng này thì quá quen thuộc rồi nên là Mai cũng không có đi nhiều, chủ yếu là kiểm tra máy móc, keo chỉ, ốc ác này kia. Xe thì đi 92.000 km rồi các anh chị nha. Đó, phần vô lăng của mình nè, cũng không có bị hao mòn gì hết. Nút bấm còn đầy đủ ha, không có bị mờ chữ mất số gì hết. Ở đây thì Mai thấy có một cái màn hình cho mình rồi nè. Dưới này thì dàn lạnh, đầu sạc, tẩu sạc ha. Đó, ở dưới này thì mình có cần số mình còn khá là mới. Đó. Rồi, em may giật cái nắp capo, mình ra phía trước mình kiểm tra phần máy móc luôn ha. Bệ tì tay này các anh chị có may da luôn rồi ha, giờ đỡ phải may. Nút bấm nè, ở đây là cái phần mà sử dụng nhiều nhất này các anh chị, nhưng mà chưa có bị mờ chữ mất số gì hết. Thì mình thấy là cái mức độ sử dụng của chủ xe thì cũng khá là ok các anh chị ha. Đây, tem, rồi mở ra vẫn còn thấy tem nè, ốc ác nè, còn sơn phết thì nhà máy hết là thấy ok rồi ha. Thấy là thấy vui liền. Đó. Xe thì bao cho các anh chị test hãng luôn, không đâm đụng, không ngập nước, không đầy tu động cơ hộp số. Bao test toàn quốc ha. Ốc nắp capo nè, keo chỉ capo nè các anh chị. Tại vì Mai đang một tay là giữ nắp capo cho các anh chị ha, một tay quay nè. Nên là nó sẽ hơi khó nhìn hơn bình thường, các anh chị thông cảm với Mai ha. Ốc nắp capo phía này nha. Ốc chân đèn nè. Đó. Rồi sơn phía trước. Rồi. Các anh chị mua xe nếu mà được thì mình cứ đưa vào mình test hãng ha. Máy. Nếu mà các anh chị test hãng ra không đúng như Mai cam kết, không đúng như Mai làm video ở đây, thì Mai sẽ chịu toàn bộ chi phí test hãng cho các anh chị mình yên tâm. Thì ở hỗ trợ trong mùa dịch luôn, bên Mai sẽ có các anh chị mà xem qua cái video này ok chiếc xe rồi ha. Thì mình cứ xem chi tiết hết, muốn biết chỗ nào thì Mai sẽ chi tiết hết cho các anh chị chỗ đó ha. Rồi ok, các anh chị đặt cọc giúp Mai 20 triệu thôi, Mai sẽ đưa xe xuống tận nhà, giao xe và ký mua bán tận nhà cho các anh chị luôn. Xuống ở dưới nhà mình thì các anh chị cứ kiểm tra một lần nữa, có thể là đi test hãng cũng được nè, hoặc là mình có thầy thợ gì kiểm tra cho yên tâm ha. Đó, rồi nếu mà không đúng như Mai cam kết, Mai trả lại hoàn lại cọc cho các anh chị, không mất một chi phí gì hết ha. Rồi. Hiện tại thì chiếc Innova 2017 bên Mai đang bán với giá là 518 triệu còn bớt cho các anh chị chút lọc nữa ha. Xe thì bên Mai không bao thách đâu các anh chị, báo sát giá cho các anh chị mình luôn, mùa dịch rồi. Nói chung là báo giá để mình bán chứ không bao thách cho các anh chị đâu ha. Rồi tiếp theo Mai sẽ đi tiếp chiếc Innova 2014 cho các anh chị ha. Đây là xe gia đình sử dụng một chủ từ đầu nè. Biển số tỉnh ha, xe mình là 03970, 9 nút, khá là đẹp. Nếu mà các anh chị nào ở khu vực Bình Phước sở hữu chiếc xe này thì mình giữ lại được biển số luôn. Còn ở khác tỉnh thì mình bắt buộc phải bấm số lại ha. Nước sơn thì cũng là màu bạc, mà Mai cảm giác là màu bạc này nó sáng hơn chiếc 2017 chút xíu nè các anh chị. Đó, cho các anh chị mình xem ha. Hai chiếc này thì hai cái form đời thiết kế nó khác nhau. Đó, cho các anh chị kiểm tra luôn cái phần lớp ha. Đây, lớp của mình thì cũng còn khá là sâu. Này đi thời gian nữa các anh chị, để xem thử. Này là mâm 15 ha các anh chị ha. Chiếc này mâm 15. Đét vỏ ở đây không có rồi. Không có rồi, mình sẽ chắc là lát kiểm tra thêm một vỏ nữa cho các anh chị ha. Xe này thì còn đăng kiểm đường bộ tháng 9 năm 2022. Cũng đã có dán phim, chén cửa về mưa cho các anh chị mình đầy đủ rồi ha. Xe này thì như là Mai có quay chi tiết rồi, nên là các anh chị cần chi tiết thì Mai sẽ gửi thêm một cái video chi tiết cho các anh chị. Sẵn thì cứ kiểm tra luôn ha, lỡ các anh chị xem luôn ha. Đây, phần keo chỉ mình còn nguyên zin nha, cực kỳ đẹp luôn. Chiếc xe này giá dưới 400 thì các anh chị, cho các anh chị giá bán chính xác luôn ha. 388. Giá hôm trước bên Mai bán là 398 các anh chị. Hôm nay giảm còn 388 triệu thôi. Nè, ốc chân cửa phía trước là các anh chị còn nguyên ha. Đó, ốc chân cửa phía sau. Dạo này dịch dài quá, căng thẳng quá nên là giá xe dập bị sập hết rồi các anh chị. Đó. Dập sập giá hết trơn rồi. Đây, phần bệ tì tay này các anh chị ốp nhựa ha, giả gỗ rất là đẹp, rất là sang trọng, còn rất là mới, không trầy xước gì hết. Ở phía bên này thì mình có cái lớp nỉ nè. Đó, còn mặc dù là nỉ đời 2014 sử dụng tới giờ nhưng mà còn rất là mới, rất là sạch sẽ ha. Xe thì có cảm biến sau rồi, chưa có cam lùi ha. Có trầy xước ở đây nè.
tình trạng xe như thế nào thì Mai sẽ quay chi tiết cho các anh chị, để các anh chị mình ở xa thì đỡ mất công đi lại nè. Rồi nhiều khi mình thích cái xe này nè, rồi muốn lấy luôn, nhưng mà ví dụ như mình không yên tâm hay gì đó thì Mai quay chi tiết luôn cho các anh chị xem cho yên tâm ha. Rồi vỏ đây là còn vỏ zin theo xe luôn này các anh chị, tầng thứ 2 2014 nha. Tầng thứ 2 2014 nhưng mà vỏ thì còn khá là sâu nè. Xe này thì vỏ Bridgestone. Đây là chuẩn 2014 này các anh chị nhìn ở đây ha. Nó bắt đầu nó nứt gãy rồi nè. Đó, đời sau quá thì nó sẽ những cái vỏ cao su như này đi lâu thì mình nên thay. Nhưng mà đi mua xe ô tô qua sử dụng nha thì các anh chị sẽ ưu tiên giúp Mai là vỏ zin. Đó, bên Mai đi mua xe cũng vậy, kiểm tra thì sẽ ưu tiên những chiếc xe vỏ zin hơn là vỏ đã thay các anh chị. Tụi mình biết được chiếc xe. Đó. Đây ha, bạn E. Xe này thì đi 120.000 km rồi các anh chị, nhiều hơn chiếc 2017 chút xíu. Nội thất của mình cũng đã là ghế da rồi, màu kem, sàn cũng đã có sàn simili rồi ha, bộ dụng cụ ở trong này. Trần thì trần có bọc ni lông rồi nè, kiểm tra cho các anh chị ốc cốp nè. Còn nguyên ha, ốc cốp nè, các chị cốp còn nguyên các anh chị nha. Đó, các anh chị mình yên tâm. Rồi mình đi vô phía trong này luôn nha. Nội thất hàng ghế sau còn rất là mới nè các anh chị ha, hàng ghế thứ ba nè, hàng ghế thứ hai nè, không gấp gãy gì hết nha các anh chị nha. Còn cực kỳ căng bóng, cực kỳ mới, cực kỳ đẹp luôn. Sàn của mình là sàn simili nè, có tabi sàn nè, bệ tì tay nè các anh chị. Đó, cái phần ốp giả gỗ này của cái dòng Innova ở thời điểm này còn khá là đẹp các anh chị nha. Đó, vô lăng nè, vô lăng rất là mới ha, mới nè, không trầy xước gì hết. Có chìa khóa cho các anh chị xem ở đây. 120.000 km các anh chị nha, chuẩn nha. Bao cho các anh chị test hãng toàn quốc luôn. Đầu CD nguyên zin ha, cần số còn rất là mới nè. Xe số sàn ha. Rồi, xe này chắc là Mai sẽ xin phép không kiểm tra lại phần máy nữa, tại vì nếu các anh chị cần thì Mai sẽ gửi hình ảnh cho các anh chị ha, để tránh mất thời gian lâu quá. Tại vì Mai sẽ còn đi thêm một vài chiếc nữa các anh chị. Ở dưới Mai có Xpander, rồi có còn một vài dòng nữa. Nên là mình sẽ không đi chi tiết được hết, video nó dài quá, các anh chị xem rất là chán ha. Rồi bây giờ Mai sẽ nhắc lại một lần nữa, đây là chiếc Innova đời 2014, xe này đi được 120.000 km rồi. Bên Mai đang bán với giá là 398, giảm còn 388 triệu các anh chị nha. Giá cực kỳ mềm luôn, xe 7 chỗ đời 2014. 2014 thì nó tương đối chứ nó không phải là đời thấp đâu các anh chị, không phải là đời thấp ha, nó phải là đời thấp hơn nữa, phải tầm 2012, 2013 gì đó ha. Nói chung là cũng khá là ok, chiếc xe thì cực kỳ đẹp, xe một chủ sử dụng luôn. Odo chuẩn các anh chị yên tâm ha. Ở đây thì có hai chiếc Innova nè, thật sự là xe dòng này trên thị trường hiện tại đang sập giá rất là nhiều. Giá bên Mai báo là sát giá thị trường cho các anh chị luôn. Đó nên các anh chị mình yên tâm ha. Rồi, bây giờ Mai sẽ đi ra phía sau. Thêm cho các anh chị vài chiếc nữa. Có Xpander nha. Bây giờ mình sẽ đi qua Xpander đời 2019 phiên bản số tự động. Hiện tại thì xe này bên Mai đang bán với giá là 568, giảm còn 558 triệu cho các anh chị ha. Xe gia đình sử dụng một chủ từ đầu, đi 33.000 km, biển số thành phố luôn các anh chị. Chiếc xe cực kỳ đẹp ha. Nè, giữ cực kỳ kỹ luôn nè, cực kỳ kỹ luôn ha. Đó, nội thất nè. Nội thất ở đây thì còn ghế nỉ nguyên zin nha, màu kem nè. Nhìn cái chất ghế nè, các anh chị sẽ biết được là chủ xe sử dụng như thế nào ha. Mai có một cái clip mà đi thu xe ở nhà khách luôn, nên các anh chị mà muốn quan tâm chất xe thực sự, Mai cho các anh chị xem clip đó luôn ha. Đây, của mình thì có màn hình, có màn hình rồi, dán phim rồi. Đó. Nội thất hàng ghế sau ha. Hàng ghế thứ hai này các anh chị còn khá là mới, khá là sạch sẽ ha. Nếu mà các anh chị muốn hỗ trợ bọc ghế da thì bên Mai có thể hỗ trợ bọc ghế da cho các anh chị luôn ha. Đó, giá cực kỳ mềm nha. Có bốn cái cảm biến sau luôn. Có cam lùi luôn rồi các anh chị ha, xe số tự động nha. 7 số tự động nha các anh chị nha, không phải bảng số sàn ha. Bảng này là số tự động luôn các anh chị nha. Đó. Rồi, để xem. Còn Innova hết rồi. À, Captiva, chắc qua đây sao cho các anh chị xem bên Mai đang xả. Tất cả các xe trên kho đang có thì bên Mai đang giảm giá từ 10, 15, 20 triệu các anh chị nha. 5 chỗ, 7 chỗ. Đây chiếc Captiva 7 chỗ nè. Cái Xpander bên kia thì bên Mai bán rồi, đang làm giấy tờ cho khách. Fortuner, à chiếc Fortuner là mới giao hồi nãy rồi. Rồi chắc còn chiếc này với chiếc Sedona nữa ha.
Captiva hiện tại bên Mai đang bán với giá là 565 triệu xe đời 2017 số tự động các anh chị nha. Đó, option cực kỳ nhiều luôn, cảm biến trước sau, rửa kiến. Đây. Bỏ nè, có bề bước cho các anh chị luôn rồi ha. Đây, màn hình nè. Đó. Nếu mà các anh chị mà tìm một chiếc xe 7 chỗ gầm cao đi lại đi công trình, đi xe này kia, lấy chiếc này là ok luôn. Có cửa sổ trời ha. 7 chỗ các anh chị. Giá cực kỳ mềm. Đây. Tiêu hao nhiên liệu nè, 7 lít 7 nè, 9 lít 7 nè, 13 lít ha. Đó, cho các anh chị. Để mà công các anh chị xem video rồi nghe Mai nói không thì lại nghĩ Mai nói đi xạo này kia, không có mà đọc trên thông số kỹ thuật cho các anh chị á. Ghế da nha, cảm biến trước sau. Con này như là có phanh tay điện tử luôn rồi. Đó, cam lùi, cảm biến lùi nha. Bô đôi. Đó. Rồi, còn chiếc nữa, Sedona đời 2018. Hôm qua em kia Mai coi clip của Ngọc Trinh mà mới dọn qua nhà khác tiệp với các anh chị. Ngọc Trinh cũng đi chia, đang không phải đi mà là đang sở hữu chiếc Sedona này nè. Thì thường các anh chị mà nghệ sĩ hoặc là các anh chị gọi là khách VIP hoặc là mình là chủ doanh nghiệp á, thường xuyên đi xa thì nên lấy chiếc Sedona này, hoặc là các anh chị nào mà kinh doanh á hay chở khách VIP đi sân bay này kia thì lấy chiếc Sedona này. Dòng này đi cực kỳ sướng, cực kỳ êm, tiết kiệm nhiên liệu ha. Đây là phiên bản máy dầu bản full đời 2018. Xe hiện tại bên Mai đang bán với giá là 895, giảm còn 885 triệu các anh chị nha. Đó. Màn hình nè. Sấy sự ghế trước nè, sấy vô lăng nè, chế độ lái, như là Mai nhớ xe này có chế độ lái thì phải. À, có chế độ tiết kiệm nhiên liệu. Màn hình hai cửa sổ trời nha các anh chị. Ba dàn lạnh độc lập. Cửa lùa. Ghế chỉnh điện. Cửa lùa. Cho các anh chị xem hàng ghế sau ha. Xe này 7 chỗ mà các anh chị đi full tải 7 người, chỗ để đồ vô tư luôn. Đó, phải nói là cái rất là rộng rãi, nội thất nó cực kỳ rộng rãi, option thì cực kỳ nhiều luôn. Hàng ghế sau thì hiện tại là đang gập xuống các anh chị. Gập xuống cho nó rộng. Nên là các anh chị mà nghệ sĩ á, mình đi xa nhiều khi mình để đồ nhiều á, sở hữu mấy chiếc như thế này nè. Đó, đi nó mới thoải mái, chứ còn mình mà lấy mấy chiếc 7 chỗ nhỏ nhỏ thì nó sẽ bị đi nó bị mệt á. Tới nơi mình không có diễn được, hoặc là các anh chị khách VIP hay là thường xuyên phải đi xa nè, chủ doanh nghiệp này kia, mình đến nơi mình không còn sức làm việc nữa các anh chị. Đó. Rồi sơ sơ quay kho nhà mình ha. Bên Mai thì hôm nay về cũng khá khá xe, ngoài Innova có EcoSport nữa. 5 chỗ, 7 chỗ. Các anh chị nếu mà đang tìm những chiếc xe như thế nào có thể liên hệ với Mai, Mai sẽ tư vấn cho các anh chị nha. Mùa dịch thì cũng khá là căng thẳng, nên là giá xe rớt cũng nhiều. Các anh chị mà đang có kế hoạch sở hữu xe thì đây là thời điểm giá xe đang tốt nhất trên thị trường luôn các anh chị. Phải nói là từ đầu năm đến cuối năm nay, thì giá xe Mai nghĩ là khoảng tầm cuối năm nay giá xe sẽ lên lại. Nên là các anh chị mà muốn sở hữu xe thì mình tranh thủ thời điểm này ha. Có hỗ trợ cho các anh chị vay ngân hàng, hỗ trợ cho các anh chị giao xe tận nhà luôn. Nên các anh chị mình cần thì cứ liên hệ với Mai nha. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi đến cuối video. Nếu thấy thích thì cho Mai xin một like, comment, chia sẻ ý kiến của các anh chị nha. Hoặc là nếu mà chưa tìm được chiếc xe nào thì cái inbox Mai tư vấn cho các anh chị nha. Đăng ký cái kênh của Mai đi, rồi có xe về mà các anh chị là người đầu tiên xem được thông tin ha. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.